Pickup Gaming MSI Ultra 5. Đúng như cái tên, tất cả các tựa game trên độ phân giải Full HD và 2K đều có thể dễ dàng kéo lên Ultra setting với bộ PC này. Hãy cùng Alpha tìm hiểu xem bộ PC này có điểm gì đặc biệt. Cung cấp sức mạnh đồ họa mạnh mẽ là VGA RTX 2070 Super Ventus đến từ MSI. Hiệu năng mạnh mẽ từ kiến trúc Turing kèm VRAM lớn khiến cho chiếc VGA này có thể nghiền nát mọi tựa game trên thị trường hiện tại ở độ phân giải Full HD và 2K. Có thể lên tới 4K nếu như các bạn biết setting phù hợp. CPU Ryzen 5 3500, 6x6 luồng mạnh mẽ nhất trong phân khúc dễ dàng giúp cho RTX 2070 Super bùng được hết hiệu năng vốn có. Bộ máy chủ MSI B450 Tomahawk Max cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết dành cho người dùng từ khu vực VRM được tản nhiệt hầm hố, khe PCIe được bọc thép chắc chắn và dĩ nhiên không thể thiếu được các cổng M2 và 4 khe RAM. Chúng mình đã cắm sẵn hai thanh 8GB RAM đến từ Corsair về Bus 3200, vừa cung cấp băng thông lớn để tránh nghẽn cổ chai, vừa đem lại dung lượng đủ để làm được nhiều tác vụ. Trái tim của hệ thống là nguồn Corsair CV650, cung cấp điện áp dồi dào và ổn định nhất. Cuối cùng là vỏ case Vampirish đến từ thương hiệu MSI vô cùng đẹp và hấp dẫn. Khởi động với Assassin's Creed với setting cao nhất khi FPS loanh quanh trên 60 và có thể đạt tới 90 FPS. Tiếp theo tới một tựa game nặng không kém là Far Cry 5, FPS trung bình vẫn đạt 100 FPS cho dù đã bật setting cao nhất trên độ phân giải Full HD. Cùng lao vào trận chiến với Warzone, mặc dù những pha đấu súng xảy ra liên tục nhưng FPS vẫn luôn ổn định, không hề có hiện tượng drop nặng. Nhẹ hơn một chút sẽ là Dota 2, có vẻ như tựa game này không ngốn quá nhiều GPU nên RTX 2070 Super chạy rất nhẹ nhàng và FPS đạt được dao động từ 100-140 FPS. Cuối cùng là nhiệt độ Fermat của RTX 2070 Super Ventus giữ ổn định ở hơn 70 độ C ở trong môi trường không điều hòa và case nắp kín. Sẽ thật thiếu sót nếu như chúng mình chỉ review mà không tặng luôn bộ máy này cho các bạn. Và để tham gia chương trình giveaway bộ Pickup MSI thì đường link để truy cập vào mình sẽ để ngay dưới mô tả để các bạn có thể tham gia. Và sau đó thì đi xem bói, lập đàn cầu cơ, thắp hương cầu trời khấn Phật, xin số để các cụ rước ngay bộ PC 26 triệu về nhé. Và sẽ có một vài lưu ý như sau. Sẽ chỉ bình luận được một lần duy nhất và không chỉnh sửa. Những tài khoản trên tường cá nhân chỉ share bài viết mà không có tương tác với bạn bè sẽ bị đánh giá là tài khoản ảo và không hợp lệ. Alpha Computer có quyền từ chối trao giải và quay lại số nếu nghi vấn tài khoản Facebook của người trúng giải là tài khoản ảo. Tài khoản tham gia giveaway sẽ được Alpha Computer đánh giá trực tiếp ở trên livestream. Các bạn bình luận sau ngày 18 tháng 10 năm 2020 sẽ tính là không hợp lệ. Và hãy vào xem livestream công bố kết quả vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2020 trên YouTube của Alpha Computer. Khách hàng trúng giải sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như là họ tên, chứng minh thư nhân dân, số điện thoại và hình ảnh. Alpha sẽ được toàn quyền sử dụng thông tin này để làm truyền thông. Thời gian trao giải sẽ được thông báo chính thức trên trang chủ và fanpage của Alpha Computer. Quyết định cuối cùng của Alpha Computer sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị cao nhất.